Lương Thế Thành đưa Thúy Diễm đi biển mừng sinh nhật. Dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển, Thúy Diễm thưởng thức bữa tối lãng mạn, đón tuổi mới bên ông xã Lương Thế Thành và con trai. Gia đình nam diễn viên đến một vùng biển thơ mộng vào 27 tháng 7, chọn điểm dừng chân là khu resort cao cấp tại địa phương. Lương Thế Thành đặt không gian tiệc riêng tư cho bà xã, tấm biển chúc mừng viết bằng tiếng Anh. Gửi bóng Diễm thân yêu, hôm nay em bước sang tuổi 39, mình cùng nhau chúc mừng em những điều tốt đẹp nhất vào sinh nhật. Nam diễn viên cho biết, đã lâu vợ chồng anh mới cùng con trai đi du lịch, họ muốn tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn bên nhau. Lương Thế Thành gọi vợ là người yêu trọn đời của anh. Anh mong Thúy Diễm tuổi mới nhiều sức khỏe, luôn trẻ đẹp và vui tươi, thành công trong cuộc sống, có nhiều dự án phim hay và thành công. Anh và con trai sẽ luôn luôn bên cạnh em những lúc cần, anh nhắn nhủ. Thúy Diễm mong tuổi mới hạnh phúc, ngày nào cũng vui vẻ và bình yên. Gần đây, phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim Cô Góp Mặt kết thúc phát sóng. Diễn xuất của Thúy Diễm trong phim thu hút nhiều sự chú ý, nhận được cả lời khen và lời chê. Năm nay, cô dự kiến có hai phim điện ảnh ra rạp. Mấy tháng qua, nữ diễn viên thường xuyên xa nhà để quay phim ở Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Vào tháng 3, Lương Thế Thành đưa con trai ra Huế thăm bà xã trên trường quay phim Con Cám. Thúy Diễm khoe sắc vóc gợi cảm, vòng eo gọn gàng giữa tên đồn mang bầu lần hai.